Mình tên là Shindo và mình làm việc ở Cali được 3 năm rồi. Công việc trước của mình đó là dancer. Mình có thêm một cái sở thích nữa đó là truyền đạt những cái mà mình thích cho những người mà người ta cùng đam mê với mình. Công việc instructor này thì nó rất là phù hợp với cái sở thích của mình. Âm nhạc nó sẽ kết hợp với lại sức khỏe và sự năng động. Cho nên đó là những cái mà mình yêu thích ở cái công việc này. Âm nhạc kết hợp với lại những động tác trong khi mà mình truyền đạt cho member dựa trên cái nền âm nhạc đó luôn, thì nó sẽ là một sự cộng hưởng mang đến cho cái người tập họ có hứng thú nhiều hơn. Thỉnh thoảng khi mà mình cảm thấy là mình mệt quá thì mình cũng có một tí xíu nản, nhưng mà khi mà mình lên sân khấu, mình đứng, mình thấy member họ enjoy, họ cảm nhận được những gì mà mình truyền đạt đến cho họ, thì những cái mệt mỏi đó nó sẽ tan biến hết. Khoảnh khắc mà mình thích nhất đó là cái khi mà member họ đã cảm nhận được tất cả những cái động tác mình đưa ra, thì lúc đó mình cùng với member cùng nhau nhảy, cùng enjoy với những cái đam mê của mình và member. Bella là người mà mình cảm thấy là rất là nể. Chị ấy có một cái nguồn năng lượng rất là lớn mang đến cho member, và chị ấy cũng đã hướng dẫn cho mình rất là nhiều kỹ thuật cũng như là cách giảng dạy để mình trở nên tốt hơn. Khi các bạn là dancer đi, các bạn chỉ là nhảy và thể hiện mình thôi. Còn khi mà mình đã trở thành instructor rồi thì mình phải thêm một cái nhiệm vụ nó quan trọng hơn, đó là truyền đạt. Và hãy cảm nhận, hãy xem xét, hãy lắng nghe mình coi là mình đã có đủ cái đam mê để mình thực hiện được điều đó chưa. Tất cả mọi công việc khi mà các bạn bỏ cái đam mê và sự quan tâm của mình vào trong đó thì tất cả nó đều trở nên tốt hết.